Rồi. Gần đây có một hiện tượng một số người đốt kinh sách Đại Thừa rồi quay video lại đăng lên Facebook. Sau đó hô hào tu tập theo kinh Nikaya của Ngài Thích Minh Châu. Tuy nhiên là theo Nguyên Thủy cũng biết kinh Nikaya là con đường đúng đắn để đi theo lời dạy Thế Tôn. Nhưng cách đốt kinh sách Đại Thừa rồi quay clip lại hô hào như vậy có phản cảm, cực đoan quá đáng không? Nó sẽ để lại tiếng xấu cho những người theo Nguyên Thủy. Quan trọng hơn, con muốn hỏi sư là cách làm này có gây nghiệp xấu và cho quả xấu trong tương lai không? Xin sư nói rõ để những người đang làm điều này tránh đi vào con đường xấu. Quý vị có bao giờ quý vị nghĩ là có những người theo đạo Phật đi xô đổ cái tượng Chúa, tượng ông Chúa Giêsu á, xô đổ, đạp đổ đi để kêu gọi người ta là đạo Phật là cái đạo đúng đắn, đi qua bên Hồi giáo đó đốt ba cái kinh Koran đi, rồi qua đến Jerusalem á, xô đổ cái bức tường ở bên đó đi. Thì quý vị nghĩ cái hành động đó là hành động gì? Sư nghĩ đây là cái hành động tuyên chiến tôn giáo. Và nó sẽ chỉ dẫn đến chiến tranh đổ máu không cần thiết. Đấy. Chúng ta nên thông minh và tránh gây hấn. Đấy. Dù là người ta theo bất kỳ tôn giáo nào, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, dù đó là tự do đi xuống địa ngục. Mấy người mà thờ Sa Tăng tay kệ cha họ. Đó là một cái mà sư cần phải chia sẻ với quý vị. Cái thứ hai là có đôi khi á, chúng ta nhận những cái tác phẩm, nhận những cái tác phẩm mà nó sai chánh pháp. Ví dụ như có đôi khi mà sư thấy có người ta gửi ba cái sách tập thể dục dưỡng sinh, tập cái gì khí công gửi vô chùa nữa chứ. Thì khi mà nhận được những cái tác phẩm mà không có đúng chánh pháp ấy, có lần sư hỏi một vị trưởng lão phải làm như thế nào, có nên đem cho nó với những cái người cần hay không, ví dụ như sách khí công đem cho mấy người có khí công tập, hoặc là những cái kinh sách mà tu tầm bậy tầm bạ thì đưa cho mấy người tu tầm bậy tầm bạ họ tu. Thì vị trưởng lão mới nói với sư như thế này: khi mà con nhận được một cái toa thuốc tây mà là thuốc giả, thì nhưng mà nó có chất lượng rất là cao, thì con nên làm cái gì? Con nên đem cho người khác hay là con nên tiêu hủy? Vì đó chỉ đặt câu hỏi như vậy với sư thôi. Và bây giờ sư đặt câu hỏi đó lại với quý vị: trong những trường hợp mà mình nhận được cái thuốc giả đó thì mình nên làm cái gì? Rồi, đó là một vấn đề sư chia sẻ với quý vị. Cái vấn đề tiếp theo nữa đó là đôi khi mà sư nhận được một vài cái tác phẩm văn học mà nó sai lệch với chánh pháp, một vài cái quyển sách này sách kia nó không đúng với chánh pháp, thì sư cũng đem đốt vậy, sư cũng đem đốt. Nhưng mà sư không làm cái chuyện là đi đem quay lên, thậm chí sư đốt sư cũng canh cái lúc mà người ta không có nhìn, không có thấy. Không phải là mình làm cái việc kín khuất mà là để tránh những người hiểu lầm không cần thiết rồi họ lại kêu gọi, họ quay lại rồi họ kích động bạo lực, không cần thiết.
mình làm cái chuyện gì mình biết là đúng thì mình làm một mình thôi, chứ mình không có kêu gọi người khác làm. À, mình cũng không có, mình không có kêu gọi bạo lực. Đấy, đó là trường hợp của sư đối với những cái tác phẩm văn học mà nó không đúng với chánh pháp, mà nó lọt vào ở trong chùa. À, còn cái kinh sách Đại Thừa thì quý vị tự phân loại. Ừ, tự phân loại. Thêm một vấn đề nữa mà sư chia sẻ với quý vị như thế này, khi mà quý vị hỏi đó, nó có tạo cái nghiệp bất thiện hay không? Trong bài kệ Pháp Cú đầu tiên, Đức Thế Tôn dạy đó, tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Thành ra đó, nếu như mà cái việc mà chúng ta làm, mà chúng ta làm bằng cái tâm sân, làm bằng cái tâm tham, làm bằng cái sự tà kiến, và mình quay lên rồi mình kêu gọi người khác, thì cái hành động mà chúng ta làm đó bằng cái tâm bất thiện như vậy, chắc chắn nó sẽ cho quả báo bất thiện. Xin nói hoài. Quý vị có còn nhớ cái trường hợp mà khi Đức Thế Tôn về thành Kusinara để ngài viên tịch Niết Bàn, khi ngài băng qua rừng, ngài khát nước, mà ngài có cái vũng nước đục, ngài kêu ngài A Nan á là Ananda hãy lấy nước cho Như Lai. Ngài Ananda 3 lần từ chối để Đức Thế Tôn chịu khát, vì lý do là nước đục và chờ chỗ nào nước trong thì sẽ lấy cho Đức Thế Tôn. Sở dĩ Đức Thế Tôn phải chịu cái nghiệp đó là do thời quá khứ khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, ngài thấy một cái con trâu á, nó muốn uống nước đục, vì lòng tốt muốn cho con trâu nó không uống nước đục, cho nên ngài kéo con trâu đi. Nhưng mà con trâu đang khát nước thì con trâu nó gị lại, và ngài nỗ lực ngài kéo nó đi. Và khi ngài nỗ lực ngài kéo trong cái sự phản kháng như vậy đó, thì ngài có xuất hiện tâm sân. Chính bởi vì như vậy, ngày nay đó, ngài Ananda cũng vì cái lòng tốt với Đức Thế Tôn, cho nên để Thế Tôn chịu khát. Và Đức Thế Tôn phải nhắc lại 3 lần thì ngài Ananda ngài mới đem cái bát đó ngài múc nước cho Thế Tôn. Và do cái phước của ngài đó, do phước của Thế Tôn, cho nên khi cái bát vừa chạm xuống cái vũng nước đục thì vũng nước lập tức trong vắt. Đấy, và ngài Ananda mới nói là thật là vi diệu. Cái công đức của Đức Thế Tôn thật là vi diệu. Thành ra quay trở lại vấn đề ha. À, khi chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta làm với tâm bất thiện thì chúng ta cũng sẽ phải chịu cái quả báo vì cái tâm bất thiện đó. Ừ. Và như sư nói rồi, cái chuyện mà mình gây hiềm khích, mình gây hấn với những người tu tập theo cái truyền thống khác ấy, nó chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tuyên chiến, chứ nó không có giúp ích gì cho cái việc mà người ta theo cái suy nghĩ của mình đâu nha. Thành ra phải cẩn thận như vậy.